Chứ anh nói là chiều cao anh bao nhiêu anh? Rồi in ra luôn rồi. Anh cũng không được cao lắm. Em đừng có gọi là bi quan về cái chiều cao của mình. Không, em có vũ phu không anh? Không có em ơi. Ta đi gây lộn đi chỗ khác không rồi có vũ phu. Có hơi vũ nữ chứ không? Anh cảm nhận gì em thấy không? Anh nói đi. Nãy anh quên nói khuyết điểm hay bị đơ á. Gặp người gái hay bị đơ. Có điện có chạy không? Hay anh lạnh quá. Nắm chặt nhau, nhìn thẳng vô mắt nhau 30 giây. Đừng xé quần coi chừng rách quần á. Đừng kéo vào quần hoài vậy, quần chưa giặt hả? Ông hát bọn đứng lên đi. Xin chào Quyền Linh, chào Cát Tường, bạn sau bước trèm và khán giả đang xem chương trình muốn hẹn hò. Em tên là Phan Trường Vân, hôm nay em 27 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bảo trì cho một công ty bất động sản ở quận nhất. Bảo trì về cái gì bạn? Về tất cả các thiết bị luôn anh, tức là hư cái nào thì em báo sửa. Làm kỹ thuật đó hả? Máy lạnh, máy quạt này kia đó hả? Dạ không, em không có sửa, em chỉ kiểm tra thôi, xong rồi cho người ngoài đi sửa. Quê em ở đâu Vân? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh chị Tường. À rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Dương Thị Nhung, năm nay 27 tuổi. Quê em ở An Giang, hiện tại em sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm nhân viên văn phòng. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là bơi lội, tính tình vui vẻ, hòa đồng, em biết hát. Em hát thể loại nhạc gì? Dạ em hát thể loại nhạc buồn. Tăng cổ cái lương. Quất câu cái lương luôn đi em. Em có thể đứng lên. Đứng lên em. Thoải mái. Sâu đêm này và ngàn đêm nữa sau em vẫn yêu mãi một mình anh. Dù chia lìa tình đôi phương cách ngăn ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Ngủ đi anh một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền hoa cỏ. Rồi rừng sáng ngày mai mình chia tay vĩnh viễn người ở đầu sông kẻ cuối chân trời. Mong mì đi nơi gọi xa đến trọn đời. Từng giọt sương buồn gieo nặng hạt đêm cô liêu phủ lạnh mái chùa hoang. Chỉ còn vài giây phút nữa mình sẽ xa nhau. Như mùa thu chết dần trên sắc lá. Làm não nùng trơ trọi mấy cành khô. Và kỷ niệm ngày xưa còn là giấc mộng dài. Bạn trai, cảm nhận như thế nào em? Buồn muốn chết luôn. Ngủ chưa? Quen nhau gì đâu mà xa cách rồi chia lìa tùm lum hết trơn. Rồi còn gì nữa không em? Khuyết điểm của em là hơi nóng tính. Nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái tính nóng của mình. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì nè? Ưu điểm của em cũng biết bơi nữa. Bơi luôn hả? Không lẽ gì cho hai bạn biết bơi đi cạn. Hát luôn. Rồi hai bạn gặp nhau sẽ thể hiện tài năng cho coi luôn. Khuyết điểm của em chắc em nhỏ nhắn. Em hơi thẳng thắn. Không có lăng nhăng. Được. Tốt. Tình trường. Tình trường em được một mối tình này chị Tường. Bao lâu rồi em? Cách đây khoảng 5 năm. Quen cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay bạn? Bạn nữ tìm được người khá hơn. Là tài chính khá hơn đó chị. À rồi tại sao 5 năm vừa qua mình cũng không tìm được người nào khác? Do cũng lười yêu quá. Sau khi chia tay rồi cũng không muốn quen ai. Anh ơi, lỡ anh lười yêu như vậy rồi, nếu như mà gặp em rồi anh như thế nào anh? Bây giờ thì hết lười yêu rồi nên mới lên chương trình chứ. Là coi như suốt 5 năm là không có để ý ai, không quen ai hết trơn hả em? Có, không để ý, nhưng mà chỉ lâu thì như Noel á thì đi ra ngoài đường thì gặp thấy mấy cặp nam nữ nắm tay nhau ôm tay này kia nọ đó. Ôm tay này kia. Thì cũng nao nao trong lòng lắm. Thì đặt Noel năm rồi thì em cũng ra công viên chỗ em á. Em buồn buồn hay thường ra công viên lắm anh. Thì em ra công viên á thì cũng đi dạo dạo vậy đó, nhìn xem cô nào hay ngồi mình đó. Mình lại cũng tán đó. Mà bữa đó thì đi vòng vòng thì không thấy ai hết. Bữa đó mình quen mà riêng mình buồn, mình ngồi góc. Cái hồi tự nhiên ở phía xa xa thì có một cô gái cũng dễ thương lắm, tóc ngắn này kia.
da trắng mà dắt theo con chó nên anh, con đu quốc. Dễ thương lắm. Thì em đang ngồi, em để ý người đó. Em ngồi hồi gian sau thì cô gái mới tự nhiên lại bước lại chỗ em. Thì lúc đó thì em mới là mừng lắm. Tự nhiên sao mình chưa đi tán luôn, mình tự nhiên người ta không lẽ lại tán mình. Em cũng mừng lắm. Em cũng ngồi hồi hộp, chẳng như là mắc cỡ anh. Em ngồi gục xuống xíu. Thì cô gái mới lại gần á, rồi mới nói với em là nhỏ nhẹ lắm, nói nhỏ nhẹ với em là anh ơi, anh cho em xin miếng lửa. Cũng được hay lắm nè. Trời ơi. Anh cũng bị một lần á, cũng cô gái dắt con chó lại cũng đẹp, đẹp vậy đó. Anh ngồi thấy cổ tới á, trời Quyền Linh, anh thấy cô khoái. Tưởng cô xin chữ ký gì hay làm gì. Nó giờ chờ em, nó nói anh em ơi đứng cho con chó em nằm chút xíu. Vậy thôi đó. Rồi, bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình đây em? Dạ, em trải qua hai mối tình chị. Hai mối tình, hơn bên kia một mối ha. Mối tình sau cùng này là bạn chia tay bao lâu rồi? Dạ là hơn một năm. Em thì làm việc ở Bình Dương, còn người đó thì làm việc ở Long Xuyên. Cho nên đôi khi công việc của em ngày trước thì em hay đăng ca về muộn. Còn anh đó thì lúc nào anh cũng gọi điện. Nếu như mà gọi điện thì bắt buộc là em phải nghe máy liền. Còn công việc của em là hơi bận, cho nên đó là em đâu có thể lúc nào là mỗi lần anh gọi là em không phải bắt máy mà cũng có thể là trả lời đâu. Anh ghen quá rồi. Nhưng mà bây giờ anh chuyện mới, anh bên này với em là cũng người ở Bình Dương, người ở thành phố nè. Và em hỏi ảnh đi coi là anh có ghen không hay là bây giờ hẹn hò nhau làm sao, nói trước luôn đi. Anh ơi cho em hỏi xíu, qua cuộc gặp gỡ hôm nay thì em với anh cho nhau cơ hội, thì nếu như mà có tìm hiểu thì cái tìm hiểu là chúng ta sẽ gặp mặt như thế nào anh? Hồi nãy em nói em ở Bình Dương là ở chỗ nào em? Em ở Tân Uyên. Hơi gì? Cũng gần nè. Cũng gần. Vậy đi. Anh thì anh làm suốt thứ hai tới thứ sáu, chỉ có thứ thứ bảy thì được nghỉ nửa buổi chủ nhật. Nếu mà quen nhau thì chắc anh dành cho em được 4 ngày chủ nhật. Cuối tuần anh chạy xuống em. Dạ vậy cũng được, tại vì một tuần em làm từ thứ hai cho đến thứ bảy rồi. Chỉ có chủ nhật đó là em không có đi làm thôi. Vậy được chứ em? Dạ được anh. Được rồi đó, vậy là hẹn hò nhau chủ nhật không ha. Anh ơi cho em hỏi xíu, anh đó là chiều cao anh bao nhiêu anh? Thôi im re luôn rồi. Anh tại anh cũng không được cao lắm. Em đừng có gọi là bi quan về cái chiều cao của mình. Mình không cao như người khác phải ngước nhìn. Bởi luôn luôn mình đứng ở trên thang, đừng có lo chuyện đó. Rồi bây giờ nè, em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình, nói coi có giống bên đây không? Em muốn tìm một bạn nam á là chiều cao 1m65, tại vì em không được cao lắm. 56 được không? Ăn thua thang thế nào thôi. Cũng được, nếu như mà anh đó cao hơn em. Rồi, gì nữa? Biết đối nhân xử thế, đặc biệt á là không được nói dối. Anh không biết nói dối lắm em. Nếu anh nói dối là hỏi nãy hỏi cao nhiêu, anh nói anh cao 1m7 rồi. Anh ngồi im lặng không trả lời là biết tao không nói dối rồi. Phải biết lắng nghe và chia sẻ. Anh không thích cái gì ở điểm ở em á thì anh cũng nên nói gõ ra chứ đừng có mà để trong lòng. Cái đó không em yên tâm đi, tại anh mát tính lắm. Ví dụ mà giục gì á, cãi lộn hay gì đó thì anh im đi chỗ khác thôi. Chứ anh không ơi, anh có vũ phu không anh? Không có em ơi. Ta đi gây lộn đi chỗ khác không, rồi có vũ phu. Có hơi vũ nữ chứ không? Còn gì nữa không em gái? Dạ thôi vậy nói đại thần tượng giống ai đi coi cho nó dễ. Dạ thần tượng là giống ba em á. Ba sao hình dung được? Ba em á là hiền. Ừ. Tại vì ba em á là nghề làm nghề thầy thuốc nữa. Ừ. Nói chung là muốn người đàn ông hiền thôi phải không? Rồi còn mọi thứ sao cũng được đúng không? Rồi, yêu cầu của bạn trai muốn người bạn gái như thế nào? Hiếu thảo thôi, biết quan tâm gia đình thôi. Rồi. Là người phụ nữ gia đình. Còn giới bên ngoài thì không có quan trọng. Rồi tính cách em có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Tính cách thì em thích người bạn gái trang điểm lè lẹt quá thôi, nhiều. Trang điểm thì được nhưng ít thôi. Trang điểm gì được không? Thở gì được không? Cái này chắc em bỏ chạy. Hả? Làm gì mà bỏ chạy? Thì tại em không thích con người phụ nữ mà trang điểm nhiều quá. Tại như chị dặm sơ sơ thôi, đừng có kẻ mắt này kia nhiều quá. Không có, em nói thiệt mà. Nó sợ thích người ta mà. Anh biết gì lúc nãy em kêu với anh trang điểm để mặt mộc lên để gặp anh. Anh thích hơn nữa, dù mặt mộc cỡ nào, ví dụ xấu hơn hay là gì còn thích hơn. Thiệt không? Thiệt. Xấu cũng chịu phải không? Dạ thiệt. Chứ mình có đẹp đâu mà đòi cho đẹp. Trời ơi, nó không đẹp mà người ta có duyên. Làm gì cái móng tay út để nhìn ngoằng gì? Móc cái gì? Móc mấy cái bo á chị. Bo gì? Mấy cái bo điện thoại với mấy cái đồng hồ á, hay sửa cái đồng hồ á.
ở nhà khuya hay thức lấy đồng hồ ra sửa. Cao mét nhiêu? Bỏ qua được không? Bỏ qua sao được, bỏ qua có cây thang là cỡ nào cũng được chứ, không có tự tin lên mốt cách hai nó đại đi. Dạ 50. Đừng nói thấp nha, bên đây không thích lừa dối. 7. Năm mấy? 57. Được rồi. Hơn phân. Có tật xấu gì nãy giờ chưa khai không? Lâu lâu có hút thuốc thôi. Có nhậu nhẹt gì không? À, không nhậu, không nhậu. Bởi vì người ta thấy hút thuốc người ta mới tới mượn hộp quẹt đó. Bà mối bà khai thác sâu quá ha. Sâu chứ. Trời vô chê bà mối rồi. Em chờ anh qua coi. Chào con gái. Dạ chào anh. Dễ thương à. Bây giờ ở chung với cha mẹ được không? Dạ được. Làm dâu được không? Em nghĩ là chắc cũng được. Được mà. Cha mẹ chồng giờ dễ không phải như ngày xưa. Em chỉ sợ là sau này á là lấy chồng về không được đi làm nữa thôi. Ủa em trai, em có cho vợ đi làm không? À dạ không. Sao vậy? Thường thường nếu mà phụ nữ thì nên ở nhà đồng nội trợ tốt hơn anh. Trời ơi. Rủ người ta giờ phải đi làm cho nó thoải mái, người ta làm cho kiếm phụ thêm tiền thì sao? Vậy được anh. Đâu có gì đâu. Sao nãy em nói không? Được không? Dạ được. Trời ơi. Xong nữa ba phải vậy trời. À cho đi làm thì cũng sáng đi vừa về, nhưng mà khi có con rồi phải nhà chăm sóc con đúng không? Dạ. Em không thích bạn trai làm điều gì nhất? Ghen ẩu. À đó, cái đó là ghen ẩu ha. Với thêm nữa là nghe lời bạn bè mà không nghĩ đến, đó là cảm nhận của người mình yêu á. Bà phải đó, nghe bạn này nói cũng tin. Nhiều khi bạn nói trời hôm qua tôi giờ gặp vợ mà nhiều chuyện này lắm, cũng tin bạn đúng không? Dạ. Rồi để anh qua anh hỏi coi sao nha. Có ghen ẩu không? Không anh, em nói mát tính. Có nghe bạn bè mà nghĩ xấu về người yêu của mình không? Nghe mít bạn bè lắm chắc không nghe được đâu. Nhưng cái chuyện mà cho vợ đi làm là phải cho vợ đi làm nha. À dạ. Dạ yếu quá vậy. Tôi yếu quá vậy. Rồi được rồi. Kiếm hôm nay em đi với ai? Em đi với chị cùng phòng với ba người bạn của em. Rồi sao chị gặp người thân của em ha? Chào chị Cát Tường với anh Nguyệt Linh. Nãy giờ em ngồi em thấy thì nói chung ra là cũng theo tiếng tá thì hai đứa nó cũng xứng. Tính cách của bạn này nói thì theo em thấy thì nó cũng hơi hòa đồng với Nhung chút thôi. Bạn tánh Nhung thì nó thật thà, nhưng mà nó nói chuyện đâu ra đó đàng hoàng. Nhưng mà chị thấy hai bạn này có hợp với nhau không? Hợp thì nó chỉ có 50 thôi. Chị nói rồi, ý kiến chị vậy. Em đi với ai em? Em đi với ba với mẹ. À, có ba với mẹ hả? Rồi, xin chào cô chú. Xin chào em Thiêu Quỳnh Linh, với xin chào Thường. Dạ, chào chú. Xin chào, chào cô. Tất cả khán giả có trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là ba của Phan Trường Dân. Theo nhận xét cháu gái bên này thì thấy cũng được, cũng dễ thương đó. Cũng nhỏ nhắn, dạ. Cũng biết chuyện. Thì Trường ơi, thì ba chắc có lẽ là ba cũng đồng ý rồi đó. Nhưng mà cũng tùy cái sự chọn lựa của hai con thôi. Thì bây giờ bác là chỉ mong là hai con cho nhau một cơ hội đi để tìm hiểu, để rồi có thể là tiến xa hơn nữa. Cho con xin hỏi là cô chú một việc, là nếu như mà có tiến xa hơn nữa thì sau này là cô với chú là có đồng ý cho con là đi làm tiếp không, hay là chỉ là về nội trợ không? Tại vì Trường Vân nó rất là thương người, nó không muốn mọi người trong gia đình cực khổ, nhất là người vợ. Khi mà đã có con thì nếu mà người vợ đi làm về thì người vợ sẽ cực, việc ngoài xã hội rồi nào là việc của con cái trong gia đình. Vì thế nên Trường Vân có nói là không cho vợ đi làm, ý tốt của Trường Vân thôi. Thật sự ra các con đi làm thì cô chú rất là đồng ý, rất là vui mừng. Vì đó là cái chuyện mà kinh tế của gia đình thì các con cứ làm không có sao hết, miễn sao các con chu toàn cho nhau. Dạ con cảm ơn cô. Tại vì lý do là ngày trước con có hứa với nhỏ em gái con là nếu như mà sau này con có lập gia đình rồi thì con cũng có thể là đi làm, vẫn tiếp tục đi làm để phụ giúp cho ba mẹ một phần nào đó. Cho nên là con nghĩ là cái lời hứa đó là con có thể là làm được. Cho nên là nếu sau này mà con với ảnh là có tiến xa hơn nữa thì con cũng mong hy vọng là cô chú có thể là cho con một cái cơ hội đó. Đó là một cái cô cũng mà thông cảm cho con, đó là một cái việc tốt. Một đứa con mà biết hiếu thảo với cha mẹ vậy là quá tốt rồi. Mình chia sẻ với nhau là rất là tốt. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Rồi, bây giờ thì có thể kéo màn lên được rồi đó quý vị. Trò chuyện với nhau nha, để tìm hiểu. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Chào em. Anh cảm nhận gì em thế nào? Anh nói đi. Nãy em quên nói khuyết điểm em bị đơ á.
gặp người con gái hay bị đơ. Anh có quyển sách này muốn tặng cho em. Em cảm ơn. Xứng đôi vừa lứa ha. Làm gì tôi phá đó. Công việc của anh thường làm gì á? Anh đi vòng anh coi anh sửa thiết bị á, những thiết bị nào hư thì anh sửa thôi. Anh cảm nhận gì em thế nào? Anh sao đứng hình rồi? Em cũng dễ thương. Có quá trang đậm không? Cũng hơi đậm á. Hơi đậm á. Vậy mà còn hơi đậm. Em bình thường em đi á là em ít có trang điểm lắm, tại vì lên chương trình á thì bắt buộc mình phải là theo cái quy định của chương trình, cho nên anh cảm giác là nó như thế thôi. Em biết mà. Nếu như mà giữa em với anh có tiếng xa hơn nữa thì ba mẹ em, anh có thể coi giống như ba mẹ anh được không? Điều đó là đương nhiên rồi em. Tại ba mẹ chở để là vợ mới có chở cho mình chứ. Làm như nó trúng thuốc hay gì? Hỏi gì hỏi đi. Hồi nãy em tin Diệu Quân Tiêu. Dạ em tin không anh? Anh tin Vân. Dạ em biết, em nhớ. Nếu như mà ở ngoài thì chắc nó khác. Còn ở đây nó sao nó không biết, nó đơ. Thế thì mình sao rồi? Em gặp người con gái mà nói chuyện nó hơi bị cứng xíu thôi chứ. Rung động. Rung trong lòng đúng không? Có luôn. Em thấy người con gái trước dễ thương không? Dạ, cũng hợp như mẫu. Thích không? Dạ, cũng thích. Thích thì nói thích, gì đâu mà ngượng ngùng vậy. Đứng lên cho ta thấy chiều cao của mình. Nắm tay cổ, nắm tay. Đấy, bấm nút rồi, bấm luôn. Để có cảm giác có truyền cái điện qua, có điện có chạy không? Tay anh lạnh quá. Nắm chặt nhau, nhìn thẳng vô mắt nhau, 30 giây. Đừng xé quần coi chừng rách quần á. Nói một câu một thôi. Hát được không? Khỏi nói. Muốn làm gì làm một câu một. Nguyện thôi. Làm nô lệ cho Nhung, nguyện yêu Nhung suốt cuộc đời. Ân cần chăm sóc cho Nhung từng giấc ngủ. Ngày nào Nhung cũng được vui, ngày nào Nhung cũng mỉm cười. Vì bên Nhung luôn có Vân kề bên. Được rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hết sức bình tĩnh nha, suy nghĩ thật kỹ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, vừa thoải mái rồi đó. Sao làm gì cũng chậm mà bấm nút nhanh quá vậy? Lẹ sợ nút không ăn. Gì mà cứ kéo cái quần hoài vậy, quần chưa giặt hả? Ông hát mà ông đứng tới nữa. Rồi hai bạn giờ nắm tay nhau đàng hoàng rồi nè. Nghe má kêu nắm tay nhắc tù nữa vậy? Hả? Đủ đi mà, ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi sao á là thôi ở nhà ngủ hết không đi. Người quen bồ, bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Ai này được á nha, ngầu á nha. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em tên là Hương Lan, 26 tuổi, hiện đang làm tổng đài viên cho một công ty dược thảo của Nhật. Mời bạn Nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ. Chào anh. Mình tên là Nguyễn Như Là, 31 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên. Giáo viên dạy gì bạn Như Là? Dạ, em là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng. Giáo dục quốc phòng hả? Lăn lê vào trường anh. Thế mà dạy cấp mấy? Dạ, dạy cấp 3. Thì sao chưa có người yêu mà tới đây? Em thì cũng trải qua 3 mối tình rồi, nhưng mà tại vì chắc không có hợp tính. Điều gì làm cho bạn hợp và điều gì làm cho bạn không hợp? Chắc là phải có cái sở thích giống nhau, với lại cái quan điểm sống cũng giống nhau. Sở thích giống nhau thế nào? Thí dụ như em thích chơi thể thao, thích đi du lịch, thích đi phượt, thích xem phim, ăn uống đó. Thích nhiều quá hả? Dạ. Bên đây là nghe rất là căng thẳng, rất là chăm chú ha. Chị thấy hôm nay cái style của em rất là dễ thương. Và em cũng rất dễ thương nữa. Chị không tin là em không có bạn trai đâu à. Tính của em cũng hơi bị con trai chị. Không có được nữ tính á. Cỡ chị Cát Tường.
Trời, chị nhiều người thích lắm em. Nói vậy chị buồn em, chị nữ tính lắm. Chị cá tính thôi. Em cũng nở nữ tính giống chị. Đúng rồi. Những ưu điểm của mình, bạn mình em thấy là những cái ưu điểm của em và những khuyết điểm của em. Em vui tính, thẳng tính. Em biết nấu ăn. Vậy thôi chị. Những cái khuyết điểm, những cái chưa mạnh của mình. Em hơi bị lười đi chơi chị, ví dụ mà đi gần gần thì đi, còn hả rủ đi mà ví dụ đi ăn hay đi gì mà đi xa quá là thôi ở nhà ngủ thôi chứ không đi. Người quen bồ bạn trai rồi đi chơi rồi sao? Bởi vậy giờ mới ế đó chị. Nhưng mà giờ em cải thiện giờ từ giờ chị. Mình có năng khiếu gì không hay là có sở trường gì không? Em biết hát. Hát thử khúc đi, vỗ tay đi cái gì. Nice to meet you, where you been? I could show you incredible things. Matches, madness, haven't seen. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. Không nhận bằng gái mà chị hát tiếng Lào hay ghê. Thấy vui thôi chứ nghe là dễ thương lắm nha. Bạn có biết hát hò gì không? Cũng biết chút chút. Đâu thử làm đoạn coi. Em hát cái bài Lâu Đài Tình Ái. Hơi căng thẳng. Vỗ tay. Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, và một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Biết gì không? Không nhận nha, lúc nhìn dễ thương đẹp trai nhưng mà hát mỏ nó nhọn quá. Một bên thì hát nhạc ngoại, một bên thì hát nhạc trữ tình. Em có thích con trai có gu sến sến không? Dạ không. Bây giờ bạn trai bên đó đẹp trai nè, yêu thương mình nè, điều kiện đầy đủ hết trơn, chỉ có mỗi tội hơi sến sến thôi, em tính sao? Để coi ảnh có chỉnh được không? Chỉnh là ủa, sến đâu có gì sao? Đâu mà em không thích em. Ôi. Sến thì ngọt ngào dễ thương chứ bộ. Em ước chịu nổi anh ơi. Chịu nổi gì? Nói vậy dạ. Em thích nghe nhạc sến luôn hả? Dạ thích nghe, nhưng mà thích nghe ca sĩ anh. Em thích người đàn ông ở những điểm nào? Dạ em thích đàn ông nam tính, không hút thuốc. Có hút thuốc không em? Dạ không chị Cát Tường, em không hút thuốc. Hên quá. Không gia trưởng, không có tính toán như phụ nữ. Có không em? Em hiền lắm. Có gia trưởng không? Không. Có tính toán như phụ nữ không? Không. Có thích phụ nữ không? Không. Có không? Thích con gái thôi chứ phụ nữ không thích. Nói không cái là thôi luôn à. Mẫu lý tưởng, người lý tưởng của em là như thế nào? Chị biết Channing Tatum. Ai? Channing Tatum á chị. Cái anh đóng phim The Vow á. Em mơ ước thấp quá ha. Sao anh vọng ngoại quá vậy? Việt Nam đi cho người ta dễ hình dung. Thì tại vì anh đó anh đẹp trai mà anh có 6 muối. Rồi, đẹp trai mà có 6 muối. Anh có 1 muối à? Có muối cỡ Phạm Văn Mách được không? Dạ thôi. Để 6 muối đó. Cơ bắp cuồn cuộn em cũng sợ lắm chị. Ủa chứ sao em khó quá, 6 muối thì phải cuồn cuộn chứ không tập cuồn cuộn sao lên 6 muối? Tập cái bụng thôi. Có muối nào không em? Dạ em có 4 muối vậy ơi. 4 à hả? Mà hồi xưa nó 4 muối, bây giờ nó còn lại con muối à. Gì kỳ vậy? Mẫu hình lý tưởng người bạn gái của mình như thế nào? Có gương mặt ưa nhìn, cái thân hình là thể thao á. À, bây giờ chị hỏi nè, bây giờ kiểm tra thể lực, bên đây ta thích 6 muối nè. Dạ cái gì, nghĩa vụ quân sự hả? Thể lực khỏe không? Dạ khỏe. Hít đất nổi không? Dạ, em hít tới được 30 cái lần vậy. Rồi đâu làm thử. Rồi làm 30 cái chứng minh luôn. Làm thử luôn đâu được mấy cái. Kiểm tra mem anh lên. Không nổi đâu. Bây giờ mấy cái tinh tế. Thể lực. Ủa, thiệt luôn nha. Thiệt chứ sao có gì đâu mà giả. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 thiệt luôn hả? Thiệt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 cố lên 22 23 24 25 26 27 28 29 30 quá dữ, quá dữ. Đuối chưa? Té khói rồi. Quay mặt đâu nhìn cái coi. Trời ơi quá dữ. Nó chơi làm việc luôn vậy đó hả? Thiệt mà. 30 thấy sức còn nữa đó, cố gắng là mới té khói rồi.
Tôi kết cái vụ hít đất rồi đó. Bữa nay hít đất 35 cái. Bạn trai có ai đi theo không? Người thân không? Dạ có em gái. Đâu em gái mình coi coi. Rồi chào em gái. Dạ chào chị Cát Tường, anh Hường Linh và khán giả. Bạn thấy sao? Dạ em thấy chị dễ thương được. Anh em thì hơi hiền, chỉ cần chị đừng ăn hiếp anh em là được rồi. Rồi có bạn bạn rất nhiều. Xem bên đây có ăn hiếp không? À dễ thương nha. Anh bên đây á là khỏe mạnh, hiền đấy, thầy giáo nữa. Thành ra anh thấy môn đăng hộ đối vậy là được rồi. Bảo đảm anh nhìn em anh sẽ thích thôi. Dạ. Ha? Được. Rồi anh thấy như vậy là ổn đấy. Vấn đề là cái cảm nhận của hai bạn thôi. Nếu bên đối tượng mình nói được thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? 6 tháng là được. À, thật sự bây giờ em đã muốn lấy chồng chưa? Em muốn lên đây nè. Muốn lắm rồi ha. Dạ. Rồi kéo màn lên. Hai phút gặp nhau, bắt đầu. Anh tặng em. À, hoa nó lại tự làm đó hả? Dạ, đúng rồi. Anh thấy anh nhớ tay không? Xem hoa đi. Dạ. Trời, hoa đẹp quá, vậy làm bằng cái gì vậy ta? Dạ, làm bằng tăm tre vậy. Em làm là cả tuần á. Làm cả tuần đó hoa này hả? Đẹp quá ta. Dạ, anh muốn hỏi gì anh hỏi đi. Em anh mới đầu nhìn em thấy em rất là dễ thương. Anh thì khi mà quen thì anh xác định là quen đến cưới. Còn không biết em thế nào. Dạ em cũng vậy. Nhà em ở thành phố ở chỗ nào? Dạ em ở Tân Bình. Có gì vậy anh rủ đi chơi rồi anh đưa rước qua bên đó được. Em đi chơi là anh thích đi ăn rồi, em không thích gì đâu. Anh cũng thích ăn uống lắm. Anh thích ăn ốc lắm. Anh còn thích đi chơi chỗ nào khác ngoài đi ăn? Cũng thích đi phượt đó em. À, anh có cái sở thích là hay đi xe Honda, đi phượt miền Tây hoặc là những cái chỗ khu du lịch rồi đó. Hoặc là đi xe đạp, đạp xe đạp đi du lịch. Bạn gái cảm nhận thế nào khi gặp người con trai này? Dạ em thấy anh cũng hiền, cũng thật thà. Thôi vậy mình bấm nha. Ngu dữ vậy, từ từ bình tĩnh. Bạn có thể nói một câu nào thật hay, thật lãng mạn nào, thử cô gái cảm nhận ra sao? Anh thì khi quen bạn gái thì anh rất là nhiệt tình và rất là chân thật. Có nghĩa là rất là quan tâm tới người mình thích. Cũng đang rất muốn là năm nay nếu mà quen được thì cưới vợ. Hết giờ. Suy nghĩ thật kỹ, nếu cảm thấy thật sự đó là một cái người có thể đi một cái đường dài với mình trong tình yêu thì mình nhấn nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Xin mời bạn. Bạn nam đã bấm nút rất là sớm từ tiếng đếm thứ hai. Có vẻ rằng bạn nữ đã quyết định từ đầu rồi. Không bấm nút. Lý do tại sao vậy bạn? Em tính thẳng thắn. Em không thích thì em sẽ nói là em nghe nói ngay từ đầu. Đó giờ em vẫn vậy. Bạn trai thấy thế nào? À, nói chung là cũng có cơ hội nhưng mà cũng hơi buồn thiếu, nhưng mà cũng không sao, cũng còn cơ hội rất là nhiều. Có thể là gặp nhau ở đây thì chúng ta còn có thể gặp nhau.